Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, channel Vũ Tạc Jimmy. Và clip tiếp theo của mình thì ngày hôm nay thì sẽ là một clip rất là đặc biệt. Và clip này mình sẽ dành tặng cho hai người nhân vật chính của mình, nói chung là cũng là bạn bè trên Facebook của mình. Bạn bè trên Facebook của mình. Đúng rồi. Chờ mời nghe coi. Ok, mình nói tới đâu rồi ta? À thì clip ngày hôm nay mình sẽ rất đặc biệt, tại vì mình sẽ nói về hai bạn, hai nhân vật chính cũng là bạn bè mà trên Facebook cả thôi. Mình đang có mặt tại 568 Play, một cái game vô tạc huyền thoại. Và mình định nói cái gì mình quên rồi, trời ơi. Ok, và trước khi đó nói đến hai cái bạn này thì mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện rất là thú vị, một câu chuyện huyền thoại mà mình đã xảy ra trong cái con Facebook của mình, và cũng như là tất cả nhiều chỗ khác nữa. Ok, thì nội dung nó là như vậy, đơn giản thôi. Nói chung là có một bạn bán ạp và một bạn bị lừa đảo. Thì mình có đăng lên một cái status gọi là nói thanh niên thì lừa đảo, anh em tránh xa các kiểu đó. Thì bên cạnh đó thì có một cái bạn, mình sẽ gọi tắt là bạn bạn B. Bạn A là bị lừa đảo và bạn B là cái bạn nhìn thấy. Thì mình cũng không muốn nói tên của cái bạn này lên làm gì, cho nên mình cũng chỉ nói là bạn A, bạn B thôi. Thì thấy cái bạn kia bị lừa đảo tội quá, mất toi 200k, cho nên đã nhắn tin với mình. Nói chung là mình nhắn tin trước, comment xong rồi mình thấy, mình vô nhắn tin này nọ đó. Xong bà ấy nói là ok, bây giờ thì anh đã chán game vừa tặc rồi, anh có cái con ạc đây, em hãy gửi cho cái bạn fan của em mà bị lừa đảo nó chơi đi đó. Nãy giờ mình nói là không biết có các bạn có hiểu hay không, nhưng mà ok, mình nói tới đây thôi là được rồi. Và đây là cái con ạc mà cái bạn đó muốn gửi tặng cho mình, để cho mình có thể gửi tặng lại cho cái bạn fan của mình đã bị lừa đảo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào xem cái con ạc này nó như thế nào mà bạn ấy lại tặng cho mình, cũng như là tặng cho cái bạn fan bị lừa đảo của mình nha. Nói chung thì ok, nếu mình thấy được thì mình sẽ gửi cho cái bạn fan bị lừa đảo và bạn ấy có thể chơi. Coi như bị lừa mất 200k thì dù sao cũng có lại một cái con ạc để chơi trong cái dịp Tết này, đón Tết 2018. Server và ạc này chơi là 248 vùng đất hỗn chiến. Ok, số này như số đâu xanh. Ngon dữ ta. Sữa gì ta? Mày biết sữa gì không? Hả? Mày nói với bạn mày mua sữa gì vậy? Ê! Bạch! Mày nói với bạn mày mua sữa gì vậy? Mày nói... Đậu xanh hả? À, ok. Rồi, ok. Ạc này cấp 117, lực chiến là 868k. Ok, cấp 117 mà lực chiến 868k thì mình thấy cũng nó hơi thấp một chút. Cấp 117 là hơn 1 triệu là ok đấy bạn, nhưng mà không sao, ngon. Mình thấy có cái VIP 7 ngon tuyệt vời của mèo luôn. Số tiền bạn anh nạp vào ạc này là 2 triệu tròn để lên được VIP 7. Ok, bạn nào muốn lên bia VIP 7 mà chưa biết số tiền nào thì giờ mình nói luôn nha, là 2 triệu. Các bạn đạp vô 2 triệu là được VIP 7 thôi đấy. Rồi ok, đang cưỡi con hải mã và bet đi theo là con Minocola và con bè bò. Tinh linh của bạn thì một con berry thôi. Trời, ạc này cũng khá là hạn chế thôi. Rồi, và về túi đồ của bạn thì cũng có rất là nhiều đồ lặt vặt. Rồi về đồng đội nha, đây là nhân vật chính. Hiện tại nhân vật chính là đang sở hữu trái thôi miên và trái tuyết quái, cái màu xanh lớn, vũ khí đồ rèn các kiểu cũng khá là ghê. Rồi ok, mình chỉ coi lướt qua thôi chứ không phải là về series sâu ạc, cho nên mình không có sâu kỹ. Thì là bạn chơi nhân vật chính chấp bờ haki, cây da haki. Luffy huyền thoại của anh đi mà. Đây là Luffy haki nha các bạn, với cú đấm gọi là cú đấm đi ra chứ không phải cú đấm ra đi đâu. Mang cái hổ đen nó mới đau chứ. Lại lực hoạt động 430. Lực hoạt động 430. Ok. Rồi tuyệt vời. Mirella bạn cũng chưa chơi nữa nè, chưa haki cho nên chưa chơi. Vậy là bạn chơi Mirella với lại không quá, mình nhầm, sorry anh em, chơi Bon Cóc.
Và có một cái điều đặc biệt bạn ấy nói với mình, nhớ nhắc fan của bạn ấy, fan của mình là trong cái hoạt động tàu chiến bạn ấy còn 20 mấy ngàn vàng thì phải. Đây, trong hoạt động này nè các bạn. Cái này phải 23 ngàn không ta? Ok, vậy là bạn còn 23.800 vàng. Có thể rút ra 23.800 vàng, gần 24.000 vàng. Mẹ ơi. Vàng thì nhiều dữ trời. Được đó bạn. Mình thích rồi đó. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy, acc này gửi tặng cho fan của mình chơi là cũng được rồi. Ít ra cũng có acc chơi đúng không các bạn? Tuy là không có ngon như cái acc mà bạn ấy muốn mua, nhưng mà dù sao thì có chơi là cũng ok rồi. Nhưng tiện nay mình cũng gửi lời cảm ơn tới các bạn mà đã gửi tặng cái con ạc này. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều vì đã gửi cho fan của mình, coi như là vơi bớt một cái nỗi nỗi buồn đúng không các bạn. Hoạt động này hoạt động gì chưa chưa ra nữa bạn. Mình đang hóng cái hoạt động này đây, chắc là Tết, mùng một Tết sẽ có. Với lại 50 phát tài, mình nghĩ là ngày hôm nay có đó. Mình nghĩ là hoạt động ngày hôm nay nó sẽ ra mấy cái phiếu để mà chúng ta đổi trong đây á. Mình đang nghi ngờ là như vậy. Rồi ok. Hiện tại trong đấu trường thì acc này xếp hạng top 64. Ui sợ tên nhân vật Maria Ozawa. Ôi vãi thiệt. À quên kêu anh em xem clip nhớ like, share, subscribe với lại đăng ký kênh, giúp cho mình nhanh chóng lên 10.000 subscribe và có quảng cáo vậy nha. Quảng cáo thì ở trong video, anh em nhớ click vào những quảng cáo hộ cho mình. À, còn bây giờ mình sẽ đi phó bảng để mình càng quét phó bảng chơi cho vui. Ok. Ok. Hình ảnh khá đẹp nha bạn. Ui trời ơi, ghê vậy. Chém cái người ta trắng cây mẹ đang đấm gì nữa. Bo này chưa haki nha các bạn. Ok, ông nội Luffy ông đứng ở nhà ông đấm người ta luôn kìa. Nhân vật chính mạnh quá. Mình rất là tin cậy nhân vật chính đây. Bây giờ chúng ta cùng xem coi Luffy để có đấm cú đấm đi ra không nha. Hay là cú đấm đi chơi. Bo hay lắm bo. Rồi. Mà. Ai cũng mạnh hết các bạn. Ui. Rồi, tụi bây giờ chọc giận Luffy nha. Luffy nhà anh là đấm toàn bộ địch. Ia. Chết luôn các bạn. 350k trong khi đó máu của tụi này có nhiêu đâu, 246k thì làm sao có thể đỡ được. Làm sao có thể đỡ được cú đấm của Luffy. Hay da. Ây da. À có okay. Không cần quá đá quá điếc gì đâu, chỉ cần Luffy chứ. Rồi vậy là cuối cùng team mình không mất một giọt máu. Này thì riêng phòng thủ này. Lao lao. Rồi, quá mạnh quá mạnh. Không thể bàn cãi gì về cái sức mạnh đi phó bạn rồi. Bây giờ mình sẽ đi đấu trường. Để mình giành lại những cái top cao. Acc này đang top 64. Bây giờ mình cần tìm top 63 mới đánh được chứ. Ok, giờ mình đánh với top 65 đi. Top 65 nha các bạn. Tên nhân vật của thanh niên này là Ben Beckham. À, để mình coi Ben Beckham này sẽ làm gì được mình. Ben Beckham này. Trời. Nhân vật kinh trâu vậy. Nó chém chết tên mình luôn rồi. À, có vẻ như là mình đã gặp phải đối thủ xứng đáng rồi các bạn ơi. Nhiều quá. Chắc quậy gì mà giảm nổ khí gì trời. À đồ ông Ken. Ông chán mẹ Luffy mình rồi, đánh đấm gì nữa. Ông ơi. Nạp lòng 2 15.000. Lòng 2. À. Thua rồi bạn ơi. Thua thật rồi. Chết thật rồi. Xong phim rồi. Đâu vậy? Đâu vậy? Trời ơi. À, đánh đi cái top hơn mình mà mình thua luôn rồi các bạn ơi. Cày quá, cày quá, cày quá. Rồi ok, thôi 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 thôi, mình chịu. Đánh thử cái top 59 coi. Biết đâu cái top hơn mình lại thua mà top này mình lại thắng sao các bạn, đúng không? Ôi trời ơi, ông Ken kia, ông chết vô mặt chính của mình rồi. Trời ơi. À, cuộc đời hay lắm, hóa đá thành công.
mày chết với tao. Mình đánh đừng tuôn chứ, ít ra mình thử đánh đừng tuôn chứ. Ôi chết cha rồi, nó có nổ rồi. Thế thì coi như như không rồi. Trời, ma Luffy của mình chết nhanh vậy. Thằng nhân vật chính này còn chó điên hơn thằng nhân vật chính nãy nữa. Thôi, bỏ đi. Ok, bây giờ thì mình sẽ sang Facebook và mình sẽ gửi cái con nick này cho bạn ấy để bạn đó ấy chơi. À, ok. Ok, mình đã quay trở lại và đây là bạn Lê Quốc Thịnh. Một cái bạn nói chung là không may bị thanh niên kia lừa đảo mất 200k. Thật là đáng buồn. Và cũng như đây là một bài học quý giá dành cho anh em thôi. Anh em nào mà không tin tưởng, không nên cái chuyện mà nó bắt chúng ta gửi mã thẻ series trước mà các bạn gửi là như vậy là một sai lầm rồi. Mình nói thiệt đó là một sai lầm lớn. Đó là do các bạn không để ý và các bạn tin người quá thôi. Chứ đó là không thể nào mà tin được. Sao lại có chuyện mình bắt gửi mã thẻ series trước? Láo thật. Mình có đó mình chửi cho sống mặt lờ luôn á chứ đừng đùa. À và bên cạnh đây thì mình cũng muốn sâu lên cái tin nhắn của bạn này là nhắn với cái bạn lừa đảo luôn cho các bạn coi. Ok, mình sẽ cho các bạn thấy rõ chân tướng và cũng như là dòng tin nhắn mà hai thanh niên này nhắn với nhau. Ok, em gửi anh mượn Facebook của em. Anh mượn Facebook của em. Mình sẽ vô Facebook của thanh niên này luôn. Mình coi thử coi thanh niên này nhắn tin kia như thế nào. Cho các bạn biết luôn rõ ràng chi tiết như thế nào. Ok. Nhưng chơi đi rồi. Lát nữa mình có cái clip này nói cho các bạn biết về cái chuyện này luôn. Về cái chuyện mà thanh niên Phương Uyên gì đó đi lừa đảo người ta. Mình cần làm cái clip này để mình nói rõ luôn cho các bạn biết một số điều. Ok. Với lại mình đăng status trên Facebook luôn. Ok. Rõ ràng, cái gì phải rõ ràng cả. Nào ơi. Ok, tạm thời thì bạn ấy như ọp rồi sao mà mình trả lời nhắn tin bạn ấy không trả lời luôn rồi. Ok, thôi tạm thời bỏ qua vấn đề này đi. Khi nào bạn ấy bò on gửi Facebook cho mình rồi mình sẽ nói sau. Bây giờ mình cho các bạn xem trước một cái dòng tin nhắn thôi nha. Một cái dòng tin nhắn nhỏ thôi. Đầu tiên là mình cho các bạn coi cái này trước. Đây. Đây là một cái hình ảnh mà bạn ấy gửi cho mình. Bạn ấy nhắn tin với cái thanh niên Phương Uyên Nguyễn. Cái thanh niên này mình ngày hôm qua mình vừa đăng ảnh lên nè. Đấy. Tên là Phương Uyên Nguyễn nè. Đấy. Có nghĩa là bắt gửi series trước. Đây. Nạp được tao đưa ặc luôn cho. Tức là nó kêu gửi thẻ trước rồi nạp được đưa ặc luôn cho. Coi như tao chịu lỗ 100k. Ôi sợ nói chuyện mà xưng tao mày là mình thấy không vui gì đó các bạn. Ok. Sau đó bạn ấy gửi series với mã thẻ. Đó. Mày nạp được cạc kia chưa kia gì. Mày nạp được cạc kia rồi. Đủ 200k rồi đó. Đưa ập đây chú. Hình như bạn ấy gửi tới hai cái thì phải. Cái 100k, cái 100k hay sao á. Vậy là đủ 200k. Sau đó thì người này hiện không có mặt luôn. Tức là giống như là chặn đó các bạn. Sau khi thấy được mã thẻ series xong là chặn luôn. Đấy. Sau đó thì mình không biết là mấy ngày sau nữa thì thanh niên lại nhắn tin lại. Đây. Cái gì đây mình cũng không biết nữa. Hả? Cạc nạp không được hết nhé, tính lừa đảo tao à. Ôi vãi đái thiệt. Thanh niên nạp cho đã vô rồi kêu nạp mà không nạp được. Cái gì? Con mẹ mày thằng nhóc thích nói không, liệu hồn với tao. Ông nội này ông cũng chửi ghê thiệt á. Nhóc cần lờ. Ôi em ai? Gì? MG là sao? Mình hả? Ý nói mình G hả? Mình G cần tiền về quê nhát gặp ngay thứ như M. Mình không có tiện nói mấy cái từ không lịch sự ở đây. Ý là thanh niên này kêu thanh niên là G đó hả? Ôi vai cái linh hồn. Như là lúc là mình rao cho cái ông nội Phương Uyên Nguyễn này là bà ấy nói là cần tiền về quê. Gái à? Cái mặt này gái à? Thanh niên này giả dạng mà còn mày đặt nó gái à? Rồi ok. Trả bố mày lại cạc. Cạc CC mày tính chơi tao à? Ok. Tiếp còn một cái nữa. Cạc 2C không nạp được. Là sao? Cạc 2C là sao anh em? Mấy thanh niên này sao mà dùng cái từ nữ gì khó hiểu thế nhỉ?
tao nạp lại thì kẹt đã nạp rồi. Ui ai, thích lừa không? Mày lừa bố trước nhé. Coi chừng tao chặt rớt cái đầu của mày. Ui trời ơi. Nhân thanh niên rất là ghê gớm. Ai tạm thời chúng ta bỏ qua vấn đề đó. Mình xin kết thúc clip tại đây. Có gì mình sẽ nói sau cho anh em biết nhiều cái vấn đề khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nhớ like, share, subscribe và click quảng cáo nhiệt tình ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.